Trường Ngọc mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết các tỉnh thành. Sau đây là dự báo tình hình thời tiết ở các thành phố lớn trong cả nước vào ngày mai 16 tháng 3 năm 2019. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày mai trời nắng có ít mây, cùng với đó những cơn mưa rào rải rác cũng có thể xuất hiện vào chiều tối. Độ ẩm không khí có phần tăng lên ở vào khoảng 54%. Tuy nhiên, trời vẫn nóng bức, không có dấu hiệu thay đổi nhiều, nền nhiệt không giảm đi là mấy, vẫn ở mức khá cao từ 26 cho đến 34 độ C, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Ở huyện đảo Phú Quốc, trời nắng, có mây, không có mưa. Tuy nhiên, địa lý gần biển khiến cho khí hậu có phần dịu nhẹ hơn, nền nhiệt nhích xuống so với ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 độ C, thấp nhất là 25, cao nhất là vào khoảng 33 độ, độ ẩm không khí vào khoảng 68%. Ở thành phố biển Vũng Tàu, nền nhiệt dao động không nhiều nhưng ở mức khá cao, từ 27 đến 32 độ C. Gió đưa hơi nước vào đất liền nên độ ẩm không khí sẽ nằm ở khoảng 70%. Tiết trời nắng khá đẹp, có mây và không xuất hiện mưa khiến cho Vũng Tàu trở thành địa điểm du lịch lý tưởng cho quý vị và các bạn vào những ngày cuối tuần. Ở thành phố Đà Lạt vào ngày mai, độ ẩm không khí ở khoảng 66%, trong điều kiện thời tiết khá đẹp. Trời nắng, nhiều mây và không có mưa. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở mức 23 độ C, nhưng mà ban đêm thì trời trở rét đậm hơn, nhiệt độ rơi xuống ở mức 14 độ C. Du khách có thể đi dạo ban đêm, nhớ chuẩn bị cho mình thêm những chiếc áo ấm và khăn choàng nhé. Một chiếc mũ chụp tay dễ thương cũng có thể giúp cho các bạn gái thêm phần xinh xắn. Ở Quy Nhơn vào ngày mai, trời có mây, ngày nắng. Đến đêm thì có mưa rào nhẹ rải rác vài nơi, làm cho thời tiết dịu xuống. Độ ẩm không khí nơi đây khá cao, vào khoảng 80%. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 25, cao nhất khoảng 30 độ C. Ở thành phố Huế ngày mai, khối không khí lạnh lại tiếp tục ảnh hưởng gây ra mưa rào, trời nhiều mây. Không khí trở nên lạnh hơn trên nền nhiệt giảm mạnh, cao nhất khoảng 26 độ C và thấp nhất chỉ khoảng 20 độ C mà thôi. Độ ẩm vào khoảng 86%. Ở Hải Phòng, độ ẩm không khí tiếp tục cao so với các khu vực khác ở mức 80%. Trời nhiều mây, ban ngày vẫn có mưa rào và có nơi xuất hiện những cơn dông. Nhiệt độ có giảm hơn một chút so với hôm nay, dao động từ thấp nhất là 18 đến cao nhất 21 độ C. Cuối cùng là ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngày mai từ 19 đến 22 độ C, không khí ẩm ướt, độ ẩm khoảng 82%. Tương tự như Hải Phòng vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lên các tỉnh miền Bắc, ngày mai trời có mây, mưa rào rải rác và có dông vài nơi có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được dự báo ở cấp độ 1. Vì thế hãy luôn trong trạng thái chuẩn bị để đảm bảo an toàn khi đi ra ngoài quý vị nhé. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết các tỉnh thành trong ngày mai 16 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.